Bắt đầu phần 2 chương trình nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dụng và đề tài ngày hôm nay là đồng tiền Mỹ lên giá. Thưa Ngô Nhân Dụng, trong cái phần phân tích của ông ở phần 1 đã cho thấy rằng, nói một cách tóm tắt là người tiêu thụ cá nhân tại nước Mỹ, nếu mà đi ra ngoài mua bán vân vân thì có lợi. Còn những tập đoàn sản xuất của Mỹ hay là những cơ sở của Mỹ mà có làm ăn ở nước ngoài, khi mà đối chiếu tiền địa phương đổi thành tiền đô la đó, thì họ không có lợi lắm, hay là nếu muốn nói là họ bị có hại. Nhưng mà nói một cách tổng quát thôi, thì cái việc mà giá trị đồng tiền Mỹ lên như vậy đó thì hẳn là tốt cho nền kinh tế Hoa Kỳ chứ không? Dạ, khó lòng mà nói tốt hay xấu, là bởi vì như ông vừa mới nói đó là có người bị thiệt mà có người được lợi. Nên nói chung đó, khi mà nói người tiêu thụ được lợi vì mua hàng nhập cảng đó, thì cái điều đó là làm một thứ lợi. Nhưng mà nếu mà cái người tiêu thụ đó đó lại đi mua đồ mà sản xuất ở Mỹ, chứ không phải họ chỉ có tiêu hàng nhập cảng, thì khi họ mua đồ sản xuất ở Mỹ đó, có khi lại bị đắt hơn. Vì lý do? Là vì lý do rằng ngày xưa đó các công ty có thể bán được hàng nhiều hơn, thì họ có lời rồi, họ không cần phải kiếm lời nhiều ở trong nước Mỹ nữa. Nhưng bây giờ họ bị bớt lời ở ngoài đó, thì họ phải bù lại bằng cách là tăng cái giá ở bên trong nước Mỹ. Thì riêng cái chuyện đó không thôi đó là khiến cho cái việc mà cân bằng giữa cái lợi và cái hại của đồng đô la nó phức tạp. Nhưng mà có một điều là cái chuyện đồng đô la lên giá đó cuối cùng có thể nó bất lợi cho nước Mỹ, vì nó làm cho kinh tế của các nước khác sẽ bị chậm tiến hơn. Yeah. Các nước khác khi mà thấy đồng đô la lên giá đó thì hậu quả là gì? Họ đi mua cái gì ở bên ngoài cũng lên giá hết. Nước tàu cần nhập cảng đồng ở bên Nam Mỹ, hay cần nhập cảng sắt ở bên châu Phi, thì ngày xưa đó họ mua đó, họ lúc nào cũng phải trả bằng đô la Mỹ. Bây giờ cái đồng đô la Mỹ nó lên giá thì cũng là cái số sắt, số đồng, số nhôm đó, ngày xưa họ đổi ít tiền thôi đã được đủ đô la rồi, bây giờ họ phải dùng nhiều tiền hơn để đổi đô la. Tức là kinh tế các nước đều bị ảnh hưởng, nghĩa là xuống thấp hơn vì đô la lên giá, đặc biệt những cái nước nào mà đang mắc nợ bằng đô la. Thí dụ bây giờ Việt Nam, cách đây 5 năm đi vay độ 1 tỷ Mỹ Kim ở bên ngoài, vay bằng đô la. Bây giờ đô la Mỹ lên giá. Bây giờ đó, 1 tỷ Mỹ Kim đó là ngày xưa đó, bây giờ đó phải đổi rất nhiều tiền mới có được 1 tỷ Mỹ Kim, bởi vì Mỹ Kim nó lên giá. Thì tất cả các nước khác đều bị thiệt. Khi mà các nước đều bị thiệt thòi, kinh tế xuống đó, thì nước Mỹ không có yên tâm. Bởi vì cuối cùng người ta vẫn phải có tiền, người ta mới nhập cảng để những các thứ ở Mỹ được. Thưa quý vị, hiện nay đã cái hệ thống giao dịch kinh tế toàn cầu và trao đổi thương mại đó dựa trên cái đồng đô la Mỹ là chính. Người ta có thể chi tiêu một chút bằng đồng euro, bằng đồng bảng Anh hoặc là đồng yen của Nhật, nhưng mà chắc ít ai sử dụng cái đồng nhân dân tệ của tàu lắm họ. Thì thưa ông Ngô Nhân Dụng, với cái tình hình này, giá trị của đồng đô la Mỹ lên cao đó, thì nó ảnh hưởng như thế nào với cái hệ thống giao dịch tài chính của toàn cầu và với nước Mỹ? Dạ, nó làm cho cái đồng đô la đó, nó trở thành một cái thứ vũ khí để mà chính phủ Mỹ có thể ảnh hưởng trên thế giới được. Là bởi vì rằng 88%, tức là gần 90% tất cả các vụ mua bán ở các nước là họ đều trao đổi bằng đô la cả. Bây giờ một cái nước như nước Chile bán quặng cho một cái nước như là Nam Hàn, quặng mỏ, họ bảo ôi trả tôi bằng tiền đô la Mỹ. Mà bây giờ một nước như là Phi Luật Tân bán dầu dừa cho một nước Hòa Lan ở Âu Châu, họ bảo ôi xin trả tôi bằng đô la Mỹ. Nghĩa là gần 90% các vụ mua bán trên thế giới dùng đô la Mỹ. Thì cái này đó, nó khiến cho chính phủ Mỹ có một cái thứ vũ khí. Chẳng hạn như vừa rồi chúng ta biết, khi mà Nga đánh Ukraine, chính phủ Mỹ bảo cấm các nhà ngân hàng Mỹ không được giao dịch với các nhà ngân hàng Nga có tên sau đây. Họ nêu tên độ 3 cái ngân hàng lớn nhất của nước Nga.
Thế thì sao? Các ngân hàng Mỹ không được giao dịch với các ngân hàng Nga, thì có nghĩa là không có thể mang chuyển cái đồng đô la cho các ngân hàng Nga được. Yeah. Và cái lệnh cấm vận đó nó còn có cái mặt trận thứ hai là những ngân hàng ngoại quốc nào vẫn còn giao dịch với các ngân hàng Nga cũng sẽ bị cấm vận theo. Thành ra mấy hơn ngân hàng ở bên tàu bảo, ờ, tôi không liên quan gì nước Mỹ, tôi vẫn có thể mang đô la đổi cho ngân hàng Nga để cho họ lấy tiền xài. Thì chính phủ Mỹ bảo không được, cấm luôn, cấm vận luôn. Yeah. Cái chuyện nó rất là lạ lùng. Hồi tháng 6 vừa rồi, cái bà Bộ trưởng Thương mại Mỹ đã báo cho mọi người biết là bất cứ công ty nào của Trung Cộng, ngân hàng và công ty mà phạm cái lệnh cấm vận các công ty và ngân hàng Nga của Mỹ đó, thì họ cũng bị cấm vận theo. Thì cái chuyện đó là nghĩa là gậy ông này mà đập vào cái lưng ông kia. Thành ra là cái chuyện mà cái đồng đô la nó chiếm cái ưu thế ở trên trong nền tài chính thế giới đó, nó còn rất là có lợi cho chính phủ Mỹ về cái mặt chính trị. Hầu hết các nước trên thế giới, cái đồng tiền của họ phải dựa trên giá trị của đồng vàng. Nước Mỹ thì sao? Dạ, thực ra ở trên thế giới bây giờ ít khi người ta dùng vàng làm giá trị lắm. Ngày xưa đó thì người ta thường nói rằng một đồng đô la đổi được 35 gram vàng chẳng hạn. Có cái thời người ta tính như vậy. Không phải là gram mà là cái ounce, là một cái đơn vị để mà cân vàng ấy. À, thì cái chuyện đó là có từ đời thế kỷ 18, 19. Là các nước muốn cho cái đồng tiền mình có giá trị thì bảo là cứ mang một đồng đó đến cái ngân khố nước tôi đổi, tôi sẽ trả bằng vàng. Người ta gọi là lấy vàng làm cái căn bản, gọi là kim bản vị. Thế nhưng mà từ cái thời Tổng thống Nixon thì ông ấy đã ra cái lệnh là từ nay giờ đi đô la Mỹ không dính dáng gì đến đồng vàng hết ạ. Không có ai có thể cầm cái đồng đô la đến cái kho vàng của chính phủ Mỹ mà bảo rằng trả tôi vàng đi, tôi không thích cái đồng đô la này nữa. Thế thì bây giờ đó, cái giá trị của tiền bạc của các nước khác đó, nó cũng không dựa trên vàng nữa mà nó dựa trên đô la Mỹ. Cái đồng tiền của anh đổi được bao nhiêu đô la Mỹ, cái đó là cái giá trị. Thế thì các nước khác ấy, tất nhiên là họ muốn rằng đồng tiền của họ càng giá trị thấp càng tốt. Tại sao? Là bởi vì là nếu đồng tiền của họ giá trị thấp, bây giờ họ sản xuất hàng ra, họ trả lương nhân viên bằng đồng tiền nước họ, họ mua các thứ vật liệu sản xuất cũng bằng tiền nước họ, nó thành cái giá bán, giá bán bằng tiền nước họ. Ngày xưa thí dụ như là 1.000 đồng đổi được 1 đô la Mỹ. Bây giờ đó đồng tiền của họ thấp hơn, 1.000 đồng chỉ đổi được họ có 80 xu Mỹ thôi, thì họ bằng lòng. Tại sao? Họ là xuống giá mà bằng lòng. Bằng lòng là bởi vì rằng ngày xưa cái món hàng đó bán sang Mỹ giá 1 đồng, bây giờ giá có 80 xu, bán dễ hơn. Tức là cái tiền của nước họ xuống thấp thì cái giá hàng họ bán ra ngoài, không cứ là nước Mỹ mà nước khác cũng vậy, bởi vì tính ra đô la hết, tự nhiên là xuống giá. Đồng tiền họ xuống giá, cái giá hàng họ bán ra ngoài cũng xuống, dễ bán hơn, các nước khác sẽ khó cạnh tranh, nhất là Mỹ khó cạnh tranh. Thành ra là các nước họ muốn có cái đồng tiền giá trị thấp. Thế nhưng mà họ cũng sợ giá trị thấp quá. Thí dụ như là hôm vừa rồi chính phủ bên tàu họ đã phải bắt các ngân hàng là phải đem đô la ra bán, mua đồng nhân dân tệ. Tại sao? Bởi vì cái đồng nhân dân tệ của nước tàu nó xuống thấp quá. Thì chính phủ tàu cũng lo. Thì khi mà cách đây độ 10 năm chẳng hạn, 1 đô la đổi được 6 đồng tiền tàu, mấy hôm vừa rồi nó lên đến hơn 7 đồng tiền tàu mới mua được 1 đô la. Thì trước cái tình trạng đó, chính phủ tàu nó cũng lo, và nó đã mới ra lệnh các ngân hàng là đi bán đô la ra đi, bán đô la ra để cho giá nó xuống.
Thưa ông, chúng ta chỉ còn 2 phút và đây là một câu hỏi rất ngô nghê của một người không biết gì về tài chính và kinh tế cả. Xin ông có thể tóm lược cho. Các nước đồng tiền của họ dựa vào giá trị của đồng đô la, mà đồng đô la Mỹ từ thời Richard Nixon thì không dựa vào kim bản vị nữa. Như vậy đồng đô la Mỹ dựa vào cái gì để mà định giá cái giá trị đồng tiền của mình? Thứ nhất đó, nó dựa vào cái sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Nếu các nước tin rằng kinh tế Mỹ còn mạnh, họ sẽ mang tiền sang đầu tư vào nước Mỹ. Họ mua giấy nợ của chính phủ Mỹ, họ đầu tư vào các chứng khoán ở nước Mỹ. Và cái đó là họ phải đi mua tiền Mỹ để đầu tư. Và họ đi mua tiền Mỹ là giữ cho giá đồng tiền Mỹ nó cao. Đó là một lý do. Một lý do mà chúng ta vừa mới thấy nữa là Ngân hàng Trung ương Mỹ đó, gọi là Quỹ Dự trữ Liên bang, cái viết tắt là Fed đó, các ông ấy tăng cái lãi suất để mà chống lạm phát. Và Ngân hàng Trung ương Mỹ là đã nói rõ ràng là sẽ tăng đến khi nào mà lạm phát nó xuống khoảng độ 2-3% mới thôi. Thì cái chuyện mà Ngân hàng Trung ương Mỹ tăng lãi suất đó, tự nhiên nó làm đô la tăng giá, là bởi vì rằng ngày xưa 1 đô la chỉ kiếm được 2% tiền lời nếu cho vay, bây giờ kiếm được 4%. Người ta sẽ bảo ô thế thì ta đi mua đô la, ta đầu tư đi. Cái lãi suất tăng đó thì cái giá đồng đô la nó cũng tăng lên, bởi vì người ta thấy mua đô la để đầu tư lợi quá. Trong khi đó đó thì Ngân hàng Trung ương các nước khác đó không dám tăng lãi suất theo. Lý do là tăng lãi suất thì kinh tế sẽ xuống. Trong khi ở Ngân hàng Trung ương Mỹ họ tăng lãi suất kinh tế xuống không sao, miễn là chống lạm phát. Cái chuyện này đó, Ngân hàng Trung ương Mỹ nó sẽ còn giữ ít nhất là 1-2 năm nữa. Tức là cái giá trị đồng đô la nó sẽ còn được giữ ít nhất 1-2 năm nữa. Thưa quý vị, đi vào lĩnh vực tài chính và kinh tế đó, nó như là đi vào một cái trận đồ nó hỏa mù với một cái đầu óc rất là không biết gì, như cá nhân chúng tôi thì khó hiểu lắm. Nhưng mà nhờ cái cách giải thích của ông Nguyễn Dung cũng hiểu được một phần nào đó thôi, chứ không dám nói là hoàn toàn. Chúng tôi mong là trong những chương trình kế tiếp có dịp ông Nguyễn Dung sẽ trở lại cái đề tài tại sao tăng lãi suất thì giữ được cái mức lạm phát và giữ được cho cái nền kinh tế nó ổn định. Chào tạm biệt quý khán giả và ông Ngô Nhân Dung, xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Xin kính chào tạm biệt quý vị.